đó là mấy cái này cái vỏ của ông mắc vào đấy thành thế năm cái thứ có mấy là chăng rồi bác tên là gì ạ? Bác tên là bác tên là bác ẩm. Bác là bí thư. Ông thư đảng ủy của xã. Trước là anh lên ủy ban để gặp bác. Chính địa phương liên hệ. Chú Hoàng Mai. Đây là rồi rồi được rồi được. Sau điện. Anh sao hay. Quay em giới thiệu gì? Giới thiệu tất cả mọi người, đây là bác ẩm, phó bí thư đảng ủy của xã Chí Đạo. Bác hôm nay đến xem cùng anh em cùng làm việc và bác đã mang theo một lá cờ quốc kỳ rất là đẹp, động lực cho anh em làm việc từ nãy giờ. Thôi làm việc. Đây mọi người chào chào vỗ tay ạ. Quân đang làm việc. Ôi. Cứ tôi nghỉ đi ông ơi. Trời hơi nóng. Con tiền học. Còn thứ ấy học ấy. Thì con tiền.